Hai bánh mang về ăn, đúng rồi, hai bánh mang về. Một truyền thống là mình, một truyền thống 30. Cái bánh tráng này nó màu nâu, nó khác với cái bánh tráng là màu vàng. Màu vàng, nó là bánh tráng nghệ chị. Để. Là như tất cả này, không có một ai làm cái này dạng bánh tráng này rất là ít rồi. Đúng rồi, chỉ là bánh tráng trắng. À vậy em không ăn bánh tráng gì vậy? Bánh tráng này, bánh tráng mềm, bánh tráng nướng là bánh tráng trắng. Bánh tráng là mềm đấy chị. Ừ. Còn đây là em này là bánh tráng giòn. À.